riding high. When I was king, I played at the heart of tại thành phố biển Nha Trang. Thì ngày hôm nay em Lân đang có hai căn nhà ở tại thôn Xuân Lạc, xã Vĩnh Ngọc, Nha Trang, Khánh Hòa. Đang muốn và được chị chủ gửi cho em Lân đang muốn bán với giá là 2.8 tỷ nha quý anh chị. Thì cùng chân em Lân đi vào bên trong xem căn nhà có cái gì. Thì trước tiên em Lân sẽ review phía trước căn nhà của mình. Thì đây là phía trước căn nhà của mình nè quý anh chị. Thì bề ngang của căn nhà của mình là tính từ vị trí này. Đây, tính từ vị trí cái mép đường. Đó, cái mép tường của mình nè. Đó, kéo dài xuống tới vị trí bên này luôn. Là ngang 14 mét nha quý anh chị. Và nhà này hiện trạng đang là căn gốc và có hai mặt tiền, là mặt một mặt tiền là hướng đông nam, một mặt là hướng đông bắc, đó tới cái mép tường này luôn. Còn mép tường là cái căn nhà phía sau này đây, thì em Lân sẽ review sau cái video phía sau nha quý anh chị nha. Tiếp nối cái video căn nhà này luôn. Thì căn nhà này phía trước đây là mặt tiền nè, đó đường hiện trạng là đường ô tô vào được luôn. Đường đây là tường nó rộng từ 3 mét cho đến 4 mét nha quý anh chị, ô tô vào tận nơi. Thì đây là căn nhà hàng xóm của mình nè, xây rất là đẹp. Đó. Cực kỳ đẹp luôn quý anh chị. Đó, xây rất là đẹp luôn. Thì đây là căn nhà của mình ha. Đây là hiện trạng căn nhà của mình. Và hiện trạng căn nhà của mình đây nè, có tên sổ là diện tích là 73,5 mét vuông. Đó, có diện tích hoàn công là 83,5 mét vuông nha quý anh chị. Đó, bây giờ cùng cho em Lân đi vào bên trong nha. Thì đây là cái khoảng sân phía trước của căn nhà. Khoảng sân phía trước của căn nhà mình đây. Đó, khoảng sân này á thì nó có thể đậu được, không đậu được ô tô nha quý anh chị, nhưng mà sẽ đậu được từ 2 cho đến 3 chiếc xe máy, cực kỳ ấy luôn. Và đặc biệt anh chủ cũng để thiết kế cho mình vòi nước phía trước luôn. Đó, ví dụ như mình có rửa xe hay mình tưới cây gì, khung cảnh phía trước này đều ok nha quý anh chị nha. Rồi, tiếp đến đó sẽ là một cái khoảng sân nhỏ, là một cái khu chiêu chính của căn nhà của mình. Đây ạ. Đây này quý anh chị, nó rất là đẹp. Có cái bậc thang đi lên luôn nè. Thì cái góc này anh chị có thể sẽ ốp một cái hồ ông bộ nhỏ cũng được nha. Đó, mình sẽ dời cái bậc thang qua bên này và làm một cái hồ ông bộ ở đây. Đó, rất là đẹp và rất là tuyệt vời. Thì đây là một cái khoảng sân chiêu được anh chủ nè lót bằng cái nhựa nè, cái nhựa chống nước nè, nó chống rác rồi luôn, đầy đủ, vệ sinh cũng rất dễ. Anh chị chỉ cần dỡ thôi, tại vì cái này nó bằng nhựa nên là rất nhẹ, anh chỉ cần dỡ lên là có thể vệ sinh được phần dưới luôn, rất là đẹp. thì đây là cái khoảng sân của trước căn nhà của mình. Đó, rất là đẹp luôn nè quý anh chị. Rồi, thì tiếp nối của cái sân, khoảng sân chính của mình sẽ là cái phòng khách chính của căn nhà của mình luôn. Đây sẽ là cái khoảng sân chính luôn, cái phòng khách chính luôn nè. Và cũng có một cái cửa, sử dụng cửa như bằng kính nhôm song pha đó, kính cường lực nhôm song pha này quý anh chị. Hai cánh cửa lù mở ra mở vô cực kỳ đẹp đó, rất là sang và đem được rất là nhiều ánh sáng vào căn nhà của mình. Thì cái hướng chính này sẽ là hướng chính đông nam nha quý anh chị nha. Hướng chính này sẽ hướng chính đông nam, còn hướng chính này sẽ là hướng chính đông bắc. Và hiện trạng cái cửa chính của mình sẽ nằm giữa đông nam và đông bắc nha quý anh chị. Đây, về nó, căn nhà này là đây hiện tại đang có một cái nhược điểm rất là lớn đó. Thì nhược điểm như thế nào tí nữa em Lân sẽ lên trên tầng 2 quay cho quý anh chị xem nha. Thì em Lân sẽ quay phía dưới tầng trệt phía trước nè. Đây là khoảng của phòng khách của mình nè quý anh chị. Đó, rất là rộng luôn đó, vì nó là được nở hậu quý anh chị ạ. Nếu mà tính ra như trên sổ nó sẽ được nở hậu ha. Đó, thì còn đây là cái bậc cầu thang để đi lên, mình đi lên trên tầng 2 nè. Và đặc biệt căn phòng này ở dưới tầng trệt mình đang có một cái phòng ngủ dành cho cô chú anh chị lớn tuổi, nếu mà chân bị đau khớp á, thì mình không có thể đi lên cầu thang được nhiều, thì mình ở đây mình cũng có chủ họ sẽ xây sẵn mình cái phòng ngủ phía dưới này luôn. Và cũng có một cái khoảng đó, khoảng trống có cửa lùa này đó, và có cái khung chống trộm rất là cực kỳ chắc chắn luôn và an ninh luôn nha quý anh chị nha. Đó, mình sẽ nhìn ra được cái khoảng sân của mình. Đó, nhìn ra được cái khoảng sân của mình. Rồi tiếp nối cái phòng ngủ đầu tiên ở tại tầng trệt này, thì đó sẽ là không gian bếp dành cho các chị em phụ nữ mình nè. Đó, được chị chủ làm hai hệ kệ tủ trên và dưới, đó cực kỳ đẹp. Và đặc biệt là được chị chủ này làm sử dụng đá granite luôn và lót gạch men kín ở dưới luôn. Đó, cái để cho anh chị nè, để về dễ vệ sinh khi mình bị dính dầu mỡ quý anh chị. Đó, không quý anh chị ha. Rồi tiếp nối đó là anh chị chủ là tối ưu về diện tích luôn, tối ưu về cả từng mét vuông luôn, thì sẽ sử dụng cái khoảng không trống của dưới cầu chân cầu thang này quý anh chị. Đó, sẽ là một cái phòng toilet chính của căn nhà của mình, sử dụng chung khi mà ở dưới phòng khách của mình ha. Đây, có đầy đủ tiện nghi cơ bản. Đó, rất là tuyệt vời.
Rồi bây giờ cùng chân em lên lên trên tầng 1 quay cho quý anh chị xem nha. Và đặc biệt trên đó sẽ có một cái khoảng view thì rất là nhiều anh chị sẽ e ngại khi mà nhìn cái view đó. Thì đây là bậc chân cầu thang đi lên nè, và được sử dụng tay nao tay vịn bằng gỗ nè, rất là chắc chắn và kính cường lực nha. Đó, rất là dày luôn. Rồi thì bậc chân cầu thang thì được chị chủ làm cho bằng đá granite màu đen với tông màu của nhà chính là tông màu trắng, nhìn vào rất là sang trọng ha quý anh chị ha. Thì đây, đây là cái khoảng sân nhỏ phía trước của sinh hoạt chung của căn nhà của mình. Đây ạ, đây là một khoảng nhỏ đó anh chị. Rồi tiếp đến đó là sẽ là phòng ngủ thứ hai của tầng 2 nha quý anh chị nha. Và đặc biệt hai cái phòng ngủ trên này đều có toilet bên trong đó, được dì chủ nè tối ưu nè làm toilet bên trong luôn, rất là đẹp và đầy đủ tiện nghi nha quý anh chị nha. Nhưng mà nhược điểm của cái căn nhà này là nó sẽ không vuông vức hơn là cái căn nhà bên cạnh. Thì căn nhà bên cạnh như thế nào thì em Lân xin mời quý anh chị sẽ xem video vào ngày vào 19 giờ ngày mai nha quý anh chị nha, là em Lân sẽ lên cái video căn nhà bên cạnh luôn, đẹp hơn. Và theo em Lân mà hay đi quay á, những cái nhà phố tại phố biển Nha Trang á, thì cái căn đó với lại cái căn hai mặt tiền này thì cái căn bên kia nó sẽ đẹp hơn căn này nha quý anh chị nha. Đó. Rồi tiếp đến nó sẽ là phòng ngủ thứ ba và cũng là phòng ngủ chính của căn nhà ha, cũng là rất là rộng và có hướng đông nam nè, có hướng đông nam và có cửa luộc khung chống trộm rất là chắc chắn và an ninh nha quý anh chị. Đó, đây đây là hướng chính của mình. Rồi tiếp đến đó là căn này là trong con phòng ngủ của mình cũng có luôn cả hệ thống toilet bên trong luôn, khép kín luôn và cực kỳ riêng tư ha, khi gia đình mình mà ở rất là riêng tư. Nó cũng cả có một cái lỗ thoát hơi nè đó, nên là quý anh chị không có sợ bị ngợp nha. Và được lót gạch men kít trần lót gạch men chưa kít trần, lót ở đây thôi. Và ở dưới là dùng sử dụng bằng đá nhám đó, chống chân trượt này quý anh chị, cực kỳ đẹp. Và kính cũng sử dụng nhôm son pha nha. Rồi bây giờ em Lân sẽ đi ra cái ban công. Thì cái ban công này sẽ có một cái view mà thật sự rất nhiều anh chị mà đi đầu tư thì rất là e ngại đó. Và hiện tại đây là được chị chủ này, nó sẽ ốp một cái dàn cây xanh để che đi cái khoảng view đó. Rồi từ giờ cùng chân em Lân đi qua bên này là anh chị sẽ thấy được cái view đó nè. Đây ạ, đây là cái view, đây ạ, view chính của căn nhà của mình ha, đó trên tầng 2. Đó là cái view họ Nguyễn nè quý anh chị. Đây là một cái view nghỉ trang của họ Nguyễn. Thật sự ra cái này á, trên đó cái quy hoạch em Lân sẽ để bên góc phải màn hình là em Lân đã chép ra cái khu quỹ đất này luôn, còn được chuyển đổi là lên đất ở nông thôn chứ không phải là đất nghỉ trang nha quý anh chị. Tại vì họ từ xưa tới bây giờ là dòng tộc họ Nguyễn, họ lên đây họ sinh sống và họ muốn để gần với con cháu mình á, nên là họ làm tại đây luôn để cho con cháu mình sau này dễ cho nhang khóa nha quý anh chị. Nếu mà sau này có họ có di dời đi á, qua nhiều năm tháng sẽ di dời đi á, thì sau này cái quỹ đất này nếu mà họ có muốn bán á thì chắc chắn là sẽ dời đi nha quý anh chị nha. Rồi thì đây là cái căn nhà mà em Lân muốn giới thiệu đến quý anh chị. Và đặc biệt căn nhà này hiện tại chưa có hoàn công nhưng mà đã có giấy phép xây dựng rồi, có giấy phép xây dựng vào ngày 24 tháng 12 năm 2023. Thì từ thời điểm đó cho đến thời điểm bây giờ là tầm khoảng gần được 4 tháng, thì tính luôn cả thời điểm thi công với lại thời điểm hoàn thiện là vừa rồi, mới vừa tháng 3 vừa rồi thôi, là chị chủ không vừa hoàn thiện là chị chủ gửi cho em luôn. Nên mà khi ra sổ, nếu mà anh chị nào mà có mua thì chủ cũng có dạ, cũng có báo với em là khi mà ra sổ mới cho sang tên cho khách rồi á thì chắc chắn trên sổ sẽ hoàn công cho quý anh chị luôn nha. Đó, nên quý anh chị cứ an tâm. Và anh chị nào có thắc mắc thêm cái điều gì thì cứ liên hệ trực tiếp số hotline em Lân có để dưới phần bình luận đó, và liên hệ kết nối với em Lân sẽ tư vấn và giải đáp hết mọi thắc mắc cho quý anh chị. Còn những giải đáp nào mà anh chị em Lân chưa giải đáp được thì em Lân sẽ trực tiếp kết nối anh chị với lại chủ để cho anh chị gặp nhau nói chuyện để giải đáp hết mọi thắc mắc cho quý anh chị ha. Dạ, rồi xin chào quý anh chị ở những video lần sau nha. Thì video này em Lân sẽ quay cái căn nhà này và em Lân sẽ nhắc lại là căn nhà này hiện tại có tổng diện tích là 73,5 m² đó, được hoàn công là 83,5 m² nha quý anh chị. Đó, mức độ xây dựng là 59,9% trên tổng diện tích đất đó nha quý anh chị nha. Và căn nhà này hiện tại chị chủ đang muốn bán với giá là 2,8 tỷ, rất là rẻ luôn. Đó, tầm tài chính đó mà anh chị có được đường ô tô nè, ở nhà mới hoàn toàn 100% đó, có đầy đủ công năng, có thể ở được hai thế hệ gia đình, rất là tuyệt vời. Và có cả khoảng sân nè, nhưng mà nó nhược điểm một cái là thứ nhất là nhược điểm lớn nhất
Thì em Lân nói trong video rồi, nhược điểm thứ hai là sân của mình sẽ không được đậu ô tô. Nếu mà đậu ô tô thì anh chị có thể đậu ở ngoài đây, hoặc là anh chị đậu ở ngay chỗ ủy ban á quý chị, là sẽ có một khoảng sân đậu ô tô. À mà từ cái vị trí căn nhà mà đi ra ủy ban xã Vĩnh Ngọc á, chợ Vĩnh Ngọc á, thì mất tầm khoảng đâu đó 200m nha quý anh chị, rất là gần luôn, 200m thôi. Mà từ vị trí này á, vị trí căn nhà mà anh chị muốn đi làm xuống trung tâm thành phố đi làm mất tầm khoảng từ 7 cho đến 10 phút tùy theo tốc độ di chuyển anh chị, vậy tùy theo độ xa độ gần của nơi làm việc hơn. Và nếu mà anh chị muốn đi tắm biển thì mất tầm khoảng từ 10 cho đến 15 phút nha quý anh chị nha, là anh chị đi thẳng xuống thác Trầm Hương là ngay bãi tắm trung tâm thành phố Nha Trang luôn. Đó, vậy thì anh chị nào quan tâm sản phẩm này liên hệ trực tiếp số hotline em Lân nha, có để dưới phần bình luận. Và đừng quên nếu mà kênh em Lân quay bổ ích cho quý anh chị thì quý anh chị cho em Lân xin một lượt like, một lượt chia sẻ và nhớ đăng ký bấm đăng ký kênh để theo dõi kênh của em Lân quay nhiều bất động sản ở thành phố biển Nha Trang nha. Và video tiếp theo giờ của ngày mai vào lúc 17 giờ tối ngày mai là em Lân sẽ lên một cái video căn nhà liền kề của căn này luôn. Dạ xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị những video lần sau nha.